Sức khỏe của thân thể là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của đời sống. Những bài tập càn khôn thập linh là chìa khóa tạo sự hài hòa. Tỉnh thức. Óc sáng tạo và thân khỏe mạnh. Càn khôn thập linh gồm 10 thế, mở đầu là thế càn và chấm dứt bằng thế khôn. Giữa thế càn và thế khôn là 8 thế lấy hình tượng của 8 con linh vật. Thế thứ nhất là cóc hay thần oa. Thế thứ hai, trâu hay thần ngưu. Thế thứ ba, cò, tức hạc hay thần hạc. Thế thứ tư, rồng hay thần long. Thế thứ năm, phụng hay phượng hoàng. Thế thứ sáu, cọp hay thần hổ. Thế thứ bảy, bướm hay tiên điệp. Và thế thứ tám, rùa hay linh quy. Chấm dứt bằng thế khôn. Thế càn, khởi đạo trong tâm. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Thế con cóc thuận thì phi hợp nhất, đốn nhập chân không, nhẹ nhàng nhập thế. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Thế con cóc nghịch thì phi hợp nhất, bao hàm vạn tượng, buông xả về nguồn. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Thế con trâu thuận đẩy trừ phiền não, buông xả vạn duyên, khai mở tâm lượng, trở về chân tâm. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Thế con trâu nghịch hiến thân chân thật, thoái thân liễu nghiệp. Hít vô, thở ra. Hít vô,
thở ra. Thế con hạc chiếu phá điểm mù. Không tâm tiếp thọ. Nhẹ nhàng tha thứ. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Thế con rồng, khẩu quyết là sự im lặng để thuyết minh rằng con đường chuyển hóa bản ngã thì không, chỉ là sự im lặng quán chiếu. Hít vô, thở ra. 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 Thế con phượng, phi tâm, phi tâm. Thường cầu hà hóa. Hít vô, thở ra. 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 Thank you.
thế con cọp, đổi vũ trụ quan. Hợp nhất trung đạo. Thấu suốt đoàn kiến. Hợp nhất trung đạo. Thấu suốt thường kiến. Hợp nhất trung đạo. Quy nguyên vô ngại. Hít vô, thở ra. 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 Thế con bướm phơi trần điểm mù, buông xả chấp trước, mở rộng tầm nhìn, đổi vũ trụ quan. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Thế con rùa nghịch lưu học đạo, nghịch lưu hành đạo, nhập thế xả mình, nhập thế giúp người. Hít vô, thở ra. 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 Hít vô.
thế khôn. Tiếng thân quên danh, thoái vị quên mình. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Kết thúc 10 thế càn khôn thập linh là thế nằm giả chết, cơ thể hoàn toàn bất động và thư giãn.